Xin chào tất cả các bạn, xin giới thiệu tôi là Đinh Mạnh Ninh và bên cạnh tôi đó là guitarist Hoàng Mạnh. Vâng, tôi nghĩ rằng đa số chúng ta đều thích mùa thu và cho rằng mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Nhưng mà có một điều rằng mùa thu lại là mùa ngắn nhất trong năm. Thế nên là năm nay nhân cái mùa thu đã kéo dài hơn một tháng rồi, thì tôi muốn lấy đó là lý do để giới thiệu với tất cả các bạn một series mới của mình mang tên Góc Phố Tình Ca. Ở series này thì tôi cùng với những người bạn của tôi sẽ dẫn các bạn đến với những góc nhỏ rất trữ tình, rất nên thơ của Hà Nội. Và ở đó thì chúng tôi sẽ thực hiện một live session thu âm trực tiếp tại chỗ và gửi đến các bạn những bài hát rất là hay mà chúng tôi vẫn rất là yêu thích từ trước đến giờ. Và ngày hôm nay với một không gian hết sức thoáng đãng ở công viên như thế này thì tôi sẽ hát tặng tất cả các bạn hai bài hát. Đó là ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội của Trần Quang Lộc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, trách nhau một lời thôi, tâm hồn mình đâu lẽ. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước. Mai đây anh đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn cho ướt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vợi để mùa đông buốt giá bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp ngàn sao cho mình thương nhớ nhau. Solo. Dần dà đầm dà đầm dà đầm. Mai đây anh đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vợi để mùa đông buốt giá bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chắc
chết đi rồi mùa xuân. Mắt em đẹp ngàn sao, cho mình thương nhớ nhau. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân. Mắt em đẹp ngàn sao, cho mình thương nhớ nhau. Và nếu ở ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Vụ, câu hỏi được đặt ra là bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Thì ngay bây giờ với ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho bài hát này nhé. Tháng 8 mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ. Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Có phải em mùa thu xưa? Có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa. Một ngày về xuôi chân ghé thăng Long buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sáng thu anh lót lá em nằm bên trời thu sương tông bay. Thôi thì có em đời ta hy vọng. Thôi thì có em sương khói môi mềm. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Nghe đâu đây là úa và mi xanh. Nghe đâu đây hồn trưng vương sông hai. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi. Lễ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sáng thu ta níu bóng quay về. Ôi mùa thu của ước mơ. Trưng vương sông Hán. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi. Lễ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sáng thu ta cũng gắng đi tìm. Ôi mùa thu của ước mơ. Ngày sáng thu ta cũng gắng đi tìm. Ôi mùa thu của ước mơ.
Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip vừa rồi của Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Mạnh. Và hy vọng rằng các bạn sẽ bấm nút theo dõi để có thể tiếp tục đón chờ những tập tiếp theo của series Góc Phố Tình Ca. Xin chào và hẹn gặp lại. Ông ơi, tôi đói quá. Bây giờ ông nhảy lên, tôi sẽ chở ông đi xe ôm, tôi lấy tiền xe ôm để tôi kiếm bữa cơm. Được không? Nhất trí. Đi. Mày xe ngủ nặng quá. Bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video clip này. Xin giới thiệu, tôi là Đinh Mạnh Ninh và bên cạnh tôi đó là guitarist Hoàng Mạnh. Chào các bạn đi bạn. Chào mọi người. Vâng, thưa các bạn thì chắc hẳn rằng mỗi người trong số chúng ta đều biết được rằng mùa thu là mùa rồi. Làm sao đấy? Bây giờ. Ui, mày đi vãi. Lại. May mà anh đỡ được nhá.